Thưa quý vị, những ngày vừa qua thực sự là một nỗi ám ảnh đối với người dân Trung Quốc khi mà một thiên tai khác cũng đã xảy ra tại Trung Quốc vào ngày 23 tháng 1. Chính quyền khu tự trị Ngô Duy Ngô Nhĩ Tân Cương đã thông báo một trận động đất có cường độ 7,1 độ Richter đã xảy ra làm sập 47 ngôi nhà, làm hư hại 78 ngôi nhà và một số công trình phục vụ nông nghiệp. Và hiện tại nguyên nhân của vụ việc đang được tích cực điều tra làm rõ. Trận động đất có độ lớn 7,1 độ Richter xảy ra vào sáng 23 tháng 1 tại vùng nông thôn Đông Dân Cư ở Tân Cương, miền Tây Trung Quốc đã khiến 6 người bị thương và làm hư hỏng khoảng 120 ngôi nhà, đe dọa nhiều hộ gia đình đúng thời điểm nhiệt độ khu vực giảm xuống mức đóng băng là âm 18 độ C. Trận động đất đã làm rung chuyển huyện Ustupan, tỉnh Aksu vào khoảng 2 giờ sáng cùng ngày. Khoảng 200 nhân viên cứu hộ đã được điều động tới vùng tâm chấn. Ngoài ra, mạng lưới điện cũng bị gián đoạn hoạt động trong một thời gian ngắn và đã được khôi phục. Cơ quan đường sắt thành phố Urumqi đã hoãn 23 chuyến tàu sau khi động đất xảy ra, nhưng đến nay đã khôi phục dịch vụ tàu hỏa sau khi kiểm tra các đường ray đều an toàn. Trước đó, cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết trận động đất có độ lớn khoảng 7 độ Richter xảy ra ở dãy núi Thiên Sơn, nơi ghi nhận những hoạt động địa chất bất thường.